Không có tiền thì lấy gì khởi nghiệp, cha mẹ nghèo, con vất vả gian nan. Đây là câu nói của rất là nhiều bạn. Nhưng có một thực tế, khi nào bạn còn nhìn vào những gì cha mẹ mình có để cậy nhờ thì không bao giờ chúng ta có thể phát triển được. Đối với cha mẹ, sinh chúng ta ra đã là một kỳ tích của tạo hóa rồi. Không nên đòi hỏi hay dựa dẫm nhiều vào cha mẹ. Biết ơn cha mẹ vì đã sinh ra chúng ta trên đời này, dù đẹp hay xấu, để chúng ta có thể biết được thế giới này đã là một điều hạnh phúc vô bờ bến. Bill Gates đã từng nói, sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi của bạn, chết đi trong nghèo khó, đó mới chính là lỗi của bạn. Không quan trọng bạn sinh ra ở đâu, quan trọng là phương hướng bạn đang đi về đâu. Đúng, bạn không được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bạn có thể trở thành tổ tiên của những người giàu có. Bạn không phải là con của quý tộc, nhưng con của bạn được làm con của quý tộc hay không, đó là chính là do quyết định của bạn. Chúng ta xem trọng tiền bạc, bề ngoài, nhưng không hiểu được bộ não chúng ta mới là tài sản lớn nhất, mới là kho báu lớn nhất. Chúng ta nếu có một ý tưởng lớn, chúng ta có thể tạo nên một kho báu, chứ không phải tiền ở bên ngoài. Có quá nhiều người than phiền thiếu tiền, nhưng không ai than là mình thiếu kiến thức cả.